Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đang có mặt ở kênh của em. Thì hiện tại em đang có mặt ở trước nhà thờ Đức Bà, ngay chỗ cái tượng đài. Hiện tại thì đang có một cái đoàn du lịch của người nước ngoài, họ đang đến chụp ảnh cùng tượng nhà thờ Đức Bà. Ở đây buổi tối cũng sẽ là một cái nơi mà dành cho mọi người hay ra đây ngồi nghỉ mát, uống nước, rồi trò chuyện cùng bạn bè và gia đình. Bên phải em và bưu điện thành phố Hồ Chí Minh. Đây là tòa bưu điện vào buổi tối. Để em chạy xích qua một xíu nữa. Bên trong vẫn còn sáng đèn, vẫn có người đi qua đi lại, chắc họ trực ở trong đây quá. Nhưng mà nó không có nhộn nhịp đông đúc như ban ngày. Hoặc là bây giờ cũng còn sớm cho nên mọi người cũng chưa có đi chơi. Đó thì cũng không rõ. Hiện tại thì tình hình trang trí Noel ở Sài Gòn cũng đã bắt đầu, có vài chỗ mà họ đã bắt đầu trang trí. Bên phải em là đường sách. Đường sách rất là vắng, có một vài người lác đác họ đi chơi thôi. Phía trước mặt em là tòa Diamond Plaza. Tòa này hiện tại là đã trang trí, đang trang trí Noel nè. Để em kiếm chỗ em quay đầu lại rồi cái em quay phía bên kia cho mọi người cùng tiện thể để xem. Bên phải của em là tòa Diamond Plaza, họ đang bắt đầu trang trí ở những cái khung cửa. Thì người ta đang gắn đèn, mỗi năm thì sẽ có gắn đèn ở trên, từ trên các cái nhánh cây nó sẽ rủ xuống. Bây giờ mới có rủ từ gắn đèn từ trên nóc thôi để ấy xuống từ từ. Dưới đây thì có mấy tượng ông già Noel, rồi con tượng lộc xe này kia, sáu chú tuần lộc. Có hai cái thông Noel lớn ở ngay cổng vào rồi. Cái này nó cũng mới trang trí xong sơ sơ ngày hôm qua thì phải, theo em được biết. Ngày hôm nay mọi người mới ra đây đi chụp hình, đi tham quan rồi kia. Cũng sắp tới mùa Black Friday, còn đâu đó vài ngày nữa. Bây giờ em sẽ chạy một vòng ở đây. Đây còn cái đống cây mọi người tỉa những cây lớn này để chuẩn bị trang trí Noel. Vẫn còn chưa dọn dẹp mấy cái nhánh cây này, chắc mới tỉa hồi đâu đó hồi chiều này thôi.
chỉ có cái cổng bên hướng đường Lê Duẩn là được trang trí Noel. Vẫn như mọi năm thì ngay góc đây nó vẫn có một sẽ có một cái tượng người tuyết. Bên đây em nhớ năm rồi tượng người tuyết lớn hơn nhiều. Chắc là còn chưa xong đâu. Giờ thì em sẽ tiếp tục đi đến hồ con rùa, xem cái hồ con rùa tình hình trang trí Noel ra sao. Cũng lâu quá rồi em cũng không có ra đây, cũng cập nhật lại tình hình. Mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng theo chân em. Tình hình kinh tế ở Sài Gòn dạo này cũng khó khăn, đi nhiều nơi nhiều chỗ thấy trả mặt bằng, bán nhà rồi này kia rất là nhiều. Tình hình Tết, tình hình chung. Tình hình ra ngoài hồ con rùa không được đông đúc, không được đông đúc cho mấy. Em thấy chỉ có vài người lác đác họ đi chơi thôi. Trang trí Noel thì cũng chỉ có một vài chỗ họ mới bắt đầu có đèn nhấp nháy thôi. Sẽ chạy một vòng hồ con rùa hoặc là đến một góc nào đó em sẽ thắng lại đi, thắng lại đỡ một xíu. Ngay góc này mọi khi em thấy đông lắm nha. Đó em đang quay vào chỗ quán cà phê. Mặc dù nó là quán cà phê vỉa hè lề đường nhưng mà được rất nhiều người yêu thích. Nó có dàn nhạc rồi kia, hôm nay thì chả thấy ai hết. Phần thì em cũng biết lý do là hôm nay ở đây vắng. Em vừa thấy mấy anh áo xanh, chắc là mấy anh đi dọn bớt. Này. Nhớ đâu ngay đây có cái tượng con rùa ngay ở giữa. Giờ chả còn nữa. Ra được một vài cái tấm hình mà em tìm kiếm, em xem lại những hình ảnh của Sài Gòn hồi năm trước, nhiều năm trước. Có khi thì em vẫn thích xem lại lịch sử của từng nơi, tìm hiểu để biết rõ thêm về nó. Thì bữa em vô tình em thấy lại là hồ con rùa hồi xưa lại có một cái tượng con rùa ở giữa. Thì em lại tiếp tục chạy về con đường nãy là con đường Phan Ngọc Thạch. Vậy là clip của em cũng xin phép là kết thúc ở đây. Thì cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị vào video tiếp theo.